Thưa quý vị và các bạn, trong số 10 gương mặt được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng nụ cười công chức thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 vừa qua, có đến một nửa là những cán bộ nữ. Với tinh thần làm việc hăng say và trách nhiệm của mình, họ đã và đang truyền đi thông điệp tích cực về sự năng động sáng tạo đi đầu của nữ giới trong môi trường hành chính. Tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, suốt 5 năm nay, chị Hồ Thị Mỹ Ngọc, chuyên viên sở xây dựng, luôn bắt đầu giờ làm việc với thái độ sẵn sàng và niềm nở. Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hành chính của công dân một cách hợp lý, nhanh chóng, chị Ngọc luôn đặt vào vị trí của người dân để hướng dẫn rõ ràng, đúng quy định, không để công dân đi lại nhiều lần. Ngồi ở bộ phận tiếp nhận này cũng giống như là cái bộ mặt của cơ quan trước và bộ mặt của thành phố nói chung. Thì thái độ của chúng tôi làm việc rất là nghiêm túc, bên cạnh nghiêm túc thì cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình, giúp đỡ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp rất là hết mình. Với vai trò là trưởng bộ phận xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của thành phố, chị Đỗ Thị Quỳnh Trâm đã tham mưu, tham gia triển khai nhiều hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tiếp cận, hỗ trợ kết nối cơ hội hợp tác giao thương giữa các nhà đầu tư nước ngoài với các hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương. Với đặc trưng công việc là hay tiếp xúc và thường xuyên làm việc với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, do đó tôi nghĩ rằng không chỉ bản thân tôi mà các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có quan điểm để triển khai hiệu quả công việc là khi triển khai thực hiện các hoạt động và xác định mục tiêu thu hút đầu tư các dự án thì nhất quán căn cứ vào quan điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bên cạnh đó là chủ động đề xuất tham mưu những cái vướng mắc và giải quyết kịp thời những cái khó khăn của nhà đầu tư. Có thể nói, chính sự nỗ lực tận tâm trong công việc của những cán bộ công chức nữ như chị Ngọc, chị Trâm đã góp phần lan tỏa tác phong gương mẫu, trách nhiệm, năng động, sáng tạo của người cán bộ công chức viên chức trong môi trường hành chính. Qua đó tạo động lực để đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục nỗ lực trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.